Này là the long breakfast at the Marriott Hotel buổi sáng nha. Chọn món đồ gì đây? Anh này được upgrade lên cái phòng suite đó nên nó cho ăn sáng đặc biệt hơn cái room thường chút xíu. Lấy bacon ở đâu vậy? Này là phòng cho mấy cái room mà VIP á. Có đó trứng hay gì vậy con? Can you scroll for me a little? Yeah, that's it, you know. Còn ăn sáng của cả nhà đây, ăn sáng tại khách sạn Marriott, trong cái phòng ăn sáng đặc biệt hơn, nó còn VIP, phong cảnh. Hôm nay phải giữ yên lặng.